Chào mừng các bạn trong chương trình Ngữ pháp tiếng Anh bài số 11. Tuần này mình chỉ các bạn cách dùng so sánh bằng. Bắt đầu ngay thì so sánh bằng chúng ta sẽ có chúng S và V, chủ từ động từ. Tuy nhiên động từ chia làm hai loại. Đầu tiên là động từ nói. Và động từ nói là gì? Là những cái động từ sau là tính từ hoặc danh từ. Ví dụ như to be hay là feel, sound, look, become. Và sau nó chúng ta sẽ so sánh bằng tính từ. Ví dụ cô ấy đẹp như tôi, hoặc là cô ấy trông đẹp như tôi. Động từ số 2 chúng ta đề cập là động từ thường. Và sau động từ thường các bạn lưu ý là chúng ta sẽ dùng trạng từ nhé. ADV viết tắt là trạng từ. Ví dụ tôi chạy nhanh như anh ấy, hoặc là cô ấy hát hay như cha cô ấy. Mà chữ well các bạn chú ý là trạng từ của tính từ good. Ngoài ra chúng ta còn có so sánh bằng với danh từ. Và đây là cấu trúc. Ví dụ như tôi sưu tầm nhiều tem như họ. Cuối cùng cấu trúc so sánh bằng, nhưng mà chúng ta sẽ dùng the same, sau đó danh từ, sau đó as, cái gì đó. Ví dụ như you are the same weight as me. Bạn có cùng cái cân nặng như tôi. Như vậy là đây là tất tần tật về so sánh bằng. Tuy nhiên các bạn thử làm cái câu này xem, các bạn sẽ chọn đáp án nào, A, B, C. Hãy để lại câu trả lời các bạn dưới phần bình luận. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.